Có lẽ ai cũng nghĩ quả bầu chỉ dùng để nấu canh tôm, nhưng chắc chắn bạn sẽ không ngờ rằng quả bầu rẻ tiền lại là một món đồ vật rất đắt đỏ khi trở thành một kiệt tác nghệ thuật dưới bàn tay điêu luyện của người nghệ nhân. Để làm ra được một quả bầu với hình dáng mong muốn, người nghệ nhân phải thức ngày thức đêm chăm bẵm cho từng chân cây kẻ lá, từ lúc bông hoa bắt đầu ra đến lúc thụ phấn, hoa tàn và tạo thành quả. Khi quả đã được một tuần tuổi cũng chính là lúc người nghệ nhân cố định những chiếc khuôn bột đã được tạo hình sẵn. Đến giai đoạn này thì ông đã có thể yên tâm nghỉ ngơi, ngồi rung đùi đợi quả lớn là thu hoạch được rồi. Đều đặn vào mỗi buổi sáng sớm cây phải được tưới nước để nhanh phát triển và ít bệnh tật. Đây là số bầu thành phẩm đã được thu hoạch và xếp thành từng đống trong lán trại. Phải dùng lực búa mạnh và một thanh sắc nhọn mới có thể tách khuôn dày cộm kia ra để giải thoát quả bầu. Suốt một thời gian dài sinh trưởng và phát triển, quả bầu bị kìm hãm bởi chiếc khuôn có hình bình hoa với các họa tiết trồng bay phượng múa đẹp mắt. Chiếc bình bầu thô sơ này sẽ trải qua nhiều công đoạn mài dũa và tỉ tót lại mới tạo ra được một sản phẩm hoàn thiện. Một chiếc bình bầu thành phẩm có giá rất rẻ, chỉ khoảng 1 đến 2 triệu đồng, tùy vào kích thước và họa tiết của quả. Sở dĩ nghệ thuật từ quả bầu ra đời là vì trước kia hai vợ chồng ông thường trồng bầu bí rồi mang ra chợ bán nhưng lại rất ế ẩm. Một ngày mang đi 10 thì chỉ bán được 3, còn lại bao nhiêu phải mang đi biếu hàng xóm hoặc vứt đi. Để tránh lãng phí và tìm kiếm nguồn thu nhập mới thì kiệt tác bình bầu, ấm bầu, Phật bầu và đa dạng các hình hài bầu đã ra đời từ dạo đó. Từ bức tượng Phật Quan Âm đến Phật Di Lặc cũng được tạo ra một cách đẹp mắt, chẳng khác gì so với các phiên bản làm bằng đá hay điêu khắc gỗ. Tùy theo nhu cầu của khách hàng nên bầu được chia thành hai loại và thu hoạch 2-3 lần trong một lần trồng. Loại thứ nhất là bầu cỡ nhỏ có kích thước từ 10-20cm trên một chiếc sẽ được thu hoạch sớm không cần phải đợi phát triển. Loại này có giá bán rẻ bèo vì thu hoạch nhanh và không cần phải chỉnh sửa gì nhiều nên mức giá chỉ dao động từ 500-900.000 đồng mà thôi. Còn loại thứ hai là bầu kích thước lớn, quả bầu khi đã phát triển dài ra có kích thước khoảng 2-30cm thì người nghệ nhân mới cố định vào trong khuôn nuôi đến khi bầu phình to ra và khít với khuôn. Mức giá bán cũng đắt hơn một chút xíu từ 3-4 triệu đồng. Bình thường khi ra chợ mua bầu thì ai cũng nghĩ đến một tô canh bầu nóng hổi, thơm phức. Nhưng khi mua những chiếc bầu này về thì chỉ dám chưng trong tủ kính thôi chứ chẳng ai dám nấu. Có nấu ăn thì nuốt không trôi luôn ấy chứ. Vì chỉ cần nghĩ đến số tiền bỏ ra thôi thì đã không dám nuốt rồi. Điêu khắc đá, điêu khắc gỗ hoặc điêu khắc gốm sứ thì chắc chắn ai cũng đã từng nghe. Nhưng điêu khắc trên quả bầu có lẽ là một điều kỳ lạ nhất tôi từng thấy. Không ai nghĩ rằng một quả bầu với phần thịt mềm xốp sau khi khô lại có thể trở thành một chiếc bình cứng cáp để người nghệ nhân có thể khéo léo chạm khắc các họa tiết chim ca múa lượn độc đáo. Một quả bầu tuy nhỏ nhưng lại có vỏ, dù bạn có vỏ nhưng không có tiền thì cũng chẳng mua được một chiếc vỏ của nó đâu. Quả bầu muốn có được hình dạng đẹp thì phải trải qua một sức ép lớn, chịu nhiều đau đớn trong quá trình phát triển. Cũng giống con người ta muốn thành công phải vượt qua khó khăn, thử thách và chiến thắng bản thân.